Chào các em, hôm nay chúng ta sang bài số 8. Unit 7, New Ways to Learn. Lesson 1, Getting Started. Learning with Personal Electronic Devices. Các em lấy sách vở ra, chúng ta học bài. Trước khi vào bài, thầy hướng dẫn chúng ta một số từ vựng. Vocabulary. Các em đọc theo thầy. Definitely. Essay. Do calculations. Material. Assignment. Amazing. Các em ghi từ mới vào trong vở. Chúng ta sang hoạt động 1. Activity 1. Listen and read. Unit 8. New ways to learn. Page 26. Getting started. Activity 1. Listen and read. I'm preparing for a class discussion on personal electronic devices. Do you think smartphones, laptops, and tablets are useful for learning? Definitely. They're the modern devices that have changed the way we learn. Oh, yeah. I think people use smartphones mostly for communication. Sure, but smartphones can also be used to take photos or record students' work, which can be later shared with the class. That's true. How about laptops? Oh, they're excellent learning tools too. You can store information, take notes, write essays, and do calculations. You can also access the internet, download programs, and information that can help you understand the material and widen your knowledge. Right. My laptop, which is a present from my parents, is very useful. I use it for assignments and projects, and for studying English. I see. How about tablets? Well, a tablet, or a tablet computer, is a kind of mobile computer, and it can be used to take notes with a digital pen on a touch screen. A tablet is also perfect for people whose work is to draw and write. Yes, I agree. A tablet with Wi-Fi has internet access and is a great tool for looking up information. Amazing! No wonder that so many people are using these devices. Kèm sau hoạt động 2, Activity 2. Read the conversation again and check if the following statements are true, false, or not given. Các em hãy đọc lại bài hội thoại một lần nữa. Sau đó, xác định xem các câu sau là đúng, true, sai, false, hoặc là không có thông tin trong bài. Các em có thời gian chuẩn bị là 5 phút.
Sau đây thầy chữa bài. Number 1. Smartphone, laptops and tablets are the modern devices that have changed the way we think. Có nghĩa là điện thoại thông minh, máy tính sách tay, máy tính bảng là các thiết bị hiện đại mà đã thay đổi cái cách chúng ta suy nghĩ. Như vậy cái này là không đúng. False. Number 2. According to Fong, students use smartphone to record their phone calls, which they later share with the class. Có nghĩa là theo Fong thì các học sinh sử dụng điện thoại thông minh để thu lại các cuộc gọi của mình, sau đó thì chia sẻ với lớp. Như vậy thông tin này là không đúng. False. Number 3. Fong says that people also use desktops in the way they use laptops. Có nghĩa là Fong thường nói rằng người ta sử dụng cái desktop, tức là cái màn hình điện thoại, màn hình máy tính, theo như cách người ta sử dụng máy tính sách tay. Thì có lẽ rằng chúng ta rất dễ bị nhầm giữa cái khái niệm desktop và laptops. Thực ra chúng là hai cái khái niệm không đồng nhất. Tuy nhiên ở trong bài này thì không đề cập đến điều đó. Do vậy chúng ta dùng not given, không có thông tin. Number 4. Programs and material downloaded from the internet can help people widen their knowledge. Có nghĩa là các chương trình và các tài liệu được download từ internet xuống có thể giúp người ta mở rộng kiến thức của mình. Cái này thì đúng rồi. True. Number 5. According to them, a tablet is a kind of mobile computer that can be used to take notes with a normal pen on a touch screen. Thì theo như Lâm thì máy tính bảng là một cái loại máy tính di động mà có thể được sử dụng để ghi chú với một cái bút bình thường hoặc là một cái bút, hoặc là mình có thể ghi chạm bằng cách chạm vào màn hình. Thì cái này là không đúng. It's phone. Fong thinks a tablet with Wi-Fi is great tool for looking at information. Fong nghĩ rằng một máy tính bảng mà có kết nối Wi-Fi là một công cụ rất tuyệt vời để tra cứu thông tin. Cái này thì đúng rồi. True. Các em sang hoạt động 3. Activity 3. Find the activities which describe the devices used as learning tools and write them down. Discuss which words meaning with your partner. Các em hãy tìm các tính từ để miêu tả các thiết bị được sử dụng như là một phương tiện học tập và hãy viết xuống. Các em có thời gian chuẩn bị là 4 phút.
Sau đây thầy chữa bài. Chúng ta có thể tìm được một số các từ như sau: 1. Personal. 2. Electronic. 3. Modern. 4. Excellent. Excellent tức là tuyệt vời. 5. Useful. 6. Mobile. Mobile tức là di động. 7. Digital tức là số. 8. Perfect, hoàn hảo. 9. Great, tuyệt vời. Chúng ta sẽ thấy rằng ở đây có rất nhiều những từ mà mang tính tích cực, ví dụ như là excellent, useful, perfect, hay great. Các em ghi vào. Chúng ta sang hoạt động tiếp theo. Activity 4. Read the conversation again and answer the following questions. Các em hãy đọc bài đọc và trả lời. Các em hãy đọc lại đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi sau. Chúng ta có 5 câu hỏi. Thời gian chuẩn bị của các em là 5 phút.
Chúng ta trả lời các câu hỏi. Number one, what personal electronic devices are the speakers talking about? Các thiết bị điện tử cá nhân nào mà những người trong cuộc hội thoại này nói về? They are talking about smartphones, laptops and tablet computers. Họ nói về điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy tính bảng. Number two, what have the devices changed? Những thiết bị này đã thay đổi như thế nào? They have changed the way we learn. Chúng đã thay đổi cách chúng ta học tập. 3. How do students use their smartphones for other things besides schools? Các học sinh sử dụng điện thoại thông minh để làm các việc khác bên cạnh việc gọi điện là gì? They use them to take photos or records at work, which can be later shared with the class. Họ sử dụng điện thoại thông minh để chụp ảnh hoặc là ghi lại các cái công việc của mình, sau đó chia sẻ cùng với lớp. Number 4. Why are laptops excellent learning tools? Tại sao máy tính xách tay lại là một phương tiện, một công cụ học tập tuyệt vời? Because they can be used to store information, take notes, write essays, and do calculations. Bởi vì chúng có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin, ghi chú, viết bài luận và làm toán. 5. What does Phong do on his laptop? Phong làm gì với máy tính của anh ta? He does his assignments and projects and studies English. Anh ấy làm các bài tập về nhà, các bài dự án và học tập tiếng Anh. Vừa rồi chúng ta đã đọc đoạn hội thoại và đã làm các bài tập liên quan. Discussion. Prepare a short talk about learning with smartphones. Ở nhà các em hãy chuẩn bị một bài nói về việc sử dụng điện thoại thông minh trong học tập.